Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình làm video này thì chia sẻ với những anh em ít kinh nghiệm thôi nhá. Chứ còn những anh em mà cũng biết cái ban bệnh này rồi thì có thể bỏ qua video này. Xe này thì khách hàng mang đến là bảo mình kiểm tra hộ nhông xích. Tại sao mà mới thay mà đi vẫn rất là kém, đi rất là lồng xích và đi nó có thể nói là đi nó rất là giật xe. Đấy. Anh em cảm tưởng là ngồi trên xe đi mà ga lên nó giật 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 giật. Đấy. Và cái hiện tượng này ấy, thì khách hàng đã thay nhông xích rồi nhưng không hết. Và nếu như mà mình nói đến đây thì anh em có kinh nghiệm anh em biết ngay nó ở đâu, đúng không ạ? Và anh em nhìn mình cũng đã đang chuẩn bị tháo bộ côn ra đây rồi. Vậy thì với cái ban bệnh này mình chắc chắn là những anh em ít kinh nghiệm, anh em rất dễ bắt nhầm trường hợp là anh em cứ nghĩ là nhông xích bị kém. Nhưng mà không phải đâu anh em ạ. Thực ra trước đây mình cũng đã quay một video mình nói về cái trường hợp này rồi. Thế thì mình nghĩ rằng không hẳn anh em nào cũng xem được video đó. Vâng, vậy thì hôm nay mình làm video này là buổi tối anh em ạ. Đây, mình cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi. Khách hàng thì sáng mai cũng phải lấy xe. Đấy, anh em nhìn bây giờ cũng là 9 giờ, gọi là 9 giờ 15, chỉ gần 9 giờ 20 rồi anh em nhé. Đấy, buổi tối mình tranh thủ mình làm cho khách hàng, gọi là đóng cửa làm trong nhà đấy anh em ạ. Đấy, nhiều khi là vì cái công việc nó nhỡ khách hàng lại cần xe nên là bắt buộc phải làm buổi tối như thế này để giao xe cho khách hàng buổi sáng mai. Bởi vì mình cũng như bao anh em thôi, cũng chả muốn làm tối một gì đâu, nó rất là vất vả. Thế nhưng mà nhiều khi vì khách hàng yêu cầu như vậy mà cũng trong khả năng mình có thể xử lý được thì mình cũng nên là xử lý cho khách hàng. Vâng, và mình cũng đã chuẩn bị một bộ côn đây rồi. Thì lá côn thì anh em nhìn đây, mình cũng mua lá côn zin. Thì thường mình hay thay đồ zin đó, mình không bao giờ mình thay hàng ngoài đâu, để cho yên tâm mình thường là thay hàng zin anh em nhé. Đây là chuông côn này anh em này, chuông côn này, chuông côn đây. Đây, bộ búa này, búa côn này, tất cả mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ có tháo ra và mình lắp ráp lại là xong thôi. Vâng, vậy thì mình cũng lưu ý những anh em chưa có kinh nghiệm đấy, thì cái bệnh này là rất dễ bắt nhầm với nhông xích anh em nhé. Cứ nghĩ là nhông xích bị kém đấy nhưng không phải đâu. Nó thực chất nguồn gốc là do bị trượt côn ở bên trong mà nó giật đấy, gọi là lồng xích đấy. Và cái nguyên nhân chính là như vậy. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra. Và đây chính là trường hợp khách hàng cũng đi thay nhông xích về đấy. Đấy, nhưng mà không được anh em ạ. Thank you.
Cái này nếu như anh em tháo mà rách gioăng thì chắc chắn là anh em phải cạo thay gioăng mới rồi. Đây và đây cũng thế thôi. Rách rồi anh em ạ. Nếu như mà không rách gioăng thì anh em có thể tận dụng được đấy. Nhưng mà nếu như mà rách thì thay luôn anh em nhé. Cái này thì anh em tháo ra thì anh em lưu ý nhá, nó có cái lò xo tách lá côn ấy, cẩn thận ông nó rơi thì anh em lại phải đi tìm nhá. Đây này, xe này thì anh em nhìn thấy thì chắc chắn là anh em cũng thấy là dầu là có lần nào đó đã bị khô dầu rồi anh em, dầu khô này chắc chắn là có hiện tượng ăn dầu. Lúc nãy mình tháo dầu ra còn ít lắm. Cái hai nữa là nhìn cái máy như thế này là anh em biết là khách hàng cũng đã từng quên dầu này, có nghĩa là thay dầu không định kỳ cho nên là máy rất là bẩn. Vâng, và anh em nhìn thấy côn mòn cực kỳ là mòn luôn, mòn rất là sâu.
Xe này thì nó có một cái lò xo đẩy thôi anh em nhé, đẩy cái bi dọ này. Rồi, còn đây là cái lọc ly tâm. Đấy thì cái lọc ly tâm này thì trong này chắc chắn là bẩn đấy. Cái này thì nó đúng ra phải rửa xăng rũ sạch rồi anh em ạ. Kiểm tra luôn cả lọc dầu anh em nhé. Lọc dầu cũng bẩn như này, rất bẩn, xì sạch sẽ hết. Đây anh em, búa côn lì hết luôn, chả còn gì luôn. Đây, xe này trượt mạnh luôn, bởi vì khách hàng cũng thông tin lại cho mình là đi thay nhông xích về thì vẫn thế thôi. Đấy, cho nên là mình biết chắc chắn là gần như là nghe thông tin của khách hàng là mình đã biết rồi. Vậy thì cái bệnh này đấy, chắc chắn là mình nghĩ là nếu như anh em mà ít kinh nghiệm là không cẩn thận là bắt nhầm nhông xích đấy. Và đây là cái trường hợp điển hình đã thay nhông xích nhưng không được anh em nhé. Rồi bây giờ thì công tác vệ sinh cạo gioăng mình tạm dừng một chút nhé, sau đó mình tiến hành lắp ráp. Vâng, mình lại tiếp tục quay trở lại với chiếc xe này thì cũng rất là may trong quá trình mình vệ sinh bộ côn thì khách hàng cũng gọi điện đến là cũng không phải vội vì chiều tối mai mới lấy, cho nên mình quyết định mình chỉ vệ sinh xong mình dừng lại và hôm nay buổi sáng mình quay trở lại với chiếc xe này để mình lắp ráp lại. Vâng, vậy thì anh em thấy với bộ côn và mòn như vậy thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng giật rất là kinh luôn. Đấy. Thực ra thì anh em làm ấy thì cũng nên tư vấn cho khách hàng là nên thay. Chứ còn thực ra ấy, mình dán lại mình có tiện lại chuồng côn thì nó cũng không ăn thua đâu anh em ạ. Chả mấy nó lại bị trượt ngay, nó mọt ngay, nhanh lắm. Được, đây là chiếc chuồng mới tinh luôn. Được, mình thì bao giờ cũng ưu tiên là hàng chính hãng, làm nó yên tâm. Anh em nhớ nhé, lắp kia bi dọ này thì cái đây là cái chỗ đẩy lò xo này. Đấy, anh em để lên trên nhé. Thank you.
Đây là lá cùn. Anh em để ý nhé, ba cái lò sạc tách lá côn này phải rơi mất nhé. Có anh em thì bảo là ngâm dầu lá côn của hãng Lắp. Thực ra thì vào mình đổ dầu ấy, nó văng lên ngay anh em ạ. Còn cái trục đây, cái ép đĩa côn này. Có lông đen này thì đi đũa đĩa này nằm ở giữa anh em nhé.
Vâng, và anh em lưu ý với xe này thì không phải là cái lỗ nào anh em đặt nó cũng đúng để nó ép lá côn đâu nhé. Đấy, là anh em phải xoay đi kiểm tra xe thăm, chỉ có một cái lỗ duy nhất là vào là ép được đĩa côn thôi nhé, ép đĩa ép lá vào đấy. Anh em sẽ thăm đi các lỗ. Đây, anh em này, chỉ có duy nhất một cái vị trí này là ép được lá côn vào thôi, còn các vị trí kia là không ép được đâu nhé. Ai gọi đấy? Alo. Không may mà anh em rút bưởng côn mà rơi cái trục khởi động ra nhé, anh em lắp lại theo vị trí như thế này. Đây, còn bình thường lúc anh em tháo ra thì anh em lưu ý, anh em vừa tháo vừa gõ cái này vào thì nó không bị trôi ra nhé, thì đã phải lắp lại. Đây, còn nếu mà lắp lại thì anh em lắp đúng vị trí này cho mình. Đây, mình quay kỹ lại để anh em ít va chạm thì anh em nhìn nó dễ hơn. Đây, anh em nhìn lắp đúng vị trí này cho mình. Đây, cái mỏ nó móc vào kìa, anh em nhìn chưa? Rồi, mình tiếp tục lắp bưởng côn rồi là xong rồi. Bưởng côn thì nó có hai cái phớt này nhé. Đây này, cái phớt này. Đấy, nếu mà chai cứng thì anh em thay đi nhé. Còn nó còn tốt, mềm như xe này thì mình để nguyên, mình không thay. Cái phớt đây là nó, đây này anh em này, nó tùy cái trục này, bơm dầu vào trong trục trục số này, đây bơm vào trong biên này. Mình kiểm tra này, phớt còn mềm tốt đấy. Đây còn đây anh em mà ấy thì anh em tùy theo anh em nhé, thì anh em lựa chọn để mà thay thì không có tùy. Thank you.
Vâng, vậy thì bây giờ cũng chỉ còn công đoạn là lắp ráp bừng côn vào này, lắp bô rồi là đổ dầu và đi thử thôi. Thế thì cái bệnh của cái xe này là như vậy. Thế thì mình cũng làm như này để anh em ít kinh nghiệm nhé. Những anh em ít kinh nghiệm đấy, để anh em kẻo bắt nhầm ra dùng xích nhé. Bởi vì đây chính là một thực tế là chiếc xe đấy đã bị bắt nhầm rồi. Và trước đây mình cũng đã làm một video rồi đấy, anh em là theo dõi kênh của mình thì anh em cũng nắm được rồi, là cũng đã anh em đã từng bắt nhầm thay dung xích không hết, và cuối cùng khách hàng đi vẫn cái hiện tượng đó đấy, cũng đến là vào là nói mình là xe đã thay dung xích rồi nhưng không được, vẫn cái hiện tượng giật bập 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 như vậy, dung xích rất là lồng đấy, và cuối cùng kết quả là do bộ côn nhé chứ không phải dung xích đâu anh em nhé. Thế thì mình chia sẻ làm những video này là mục đích là hướng tới những anh em ít kinh nghiệm đấy, hoặc là những anh em muốn học nghề, đang học nghề, anh em cũng có một cái kinh nghiệm để anh em tham khảo nhé. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.